đến với số đầu tiên của chương trình Vành Sáng Tạo. Vòng này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như giới thiệu về cách làm và dẫn làm một bộ bàn chơi bóng đá. Trước tiên chúng ta sẽ cùng xem cái bàn chơi bóng đá của tôi như thế nào. Và đây là bộ bàn chơi bóng đá của tôi đây. Người tôi sẽ cho tất cả các bạn nhìn thấy theo góc nhìn 360 độ. Đây. Các bạn cũng có thể ghi nhãn và ghi hai tông màu chủ đạo là xanh đỏ để trang trí giúp cho sân bóng trở nên đẹp hơn. Đây chính là cái phần cầu thủ. Mình đã sử dụng cái thân bút cũ đã bị hết mực để làm phần điều khiển cầu thủ. Còn đây là đường để phát bóng. Đây là đường phát bóng. Đấy. Hôm nay phần U này mình không chơi cho. Cái phần khung thành mà phần đường trượt này, cái đến mình cũng vẫn dựa vào một vài cách làm của Đức Quy. Nhưng thực ra mình không sử dụng 500. Còn đây nó có phần cung mà mình đã làm để không cho bóng nó bị lọt ra ngoài. Và mình sẽ dẫn được cái làm trước tiên bạn phải có tối thiểu là hai cái bút đã bị hết mực, hai cái bút bi để tháo phần lõi bút, phần lò xo và cái phần nắp bút ra. Bước thứ hai là bạn nên tìm một hộp giày phù hợp, cộng với đó là bạn phải có cả băng dính, không cái kéo. Cái bàn chơi này mình đã sử dụng hai bút đã biến mất. Cái hộp giày đã mỗi thời gian và đã sử dụng. Tiếp theo bạn cần phải có những tờ hoặc là những tập tờ giấy A4 để làm cái phần sân bóng là một, trang trí phần khung thành là hai. Dĩ nhiên phần khung thành nó có mất trắng. Thứ ba là phần đường trượt. Phần thứ tư đó là phần biển quảng cáo. Chính cái phần khung mặt mình đã nói tới đây. Và những phần quan trọng như thế này các bạn phải dán sao cho hơi nồng một chút cộng với đó nhưng vẫn bền để khiến cho quả bóng nó lăn xuống được như thế này. Ôi chết, đi bóng. Đây. Và trước khi làm phần sân bóng cộng với phần khung thì các bạn phải trang trí nó chứ. Như thế này.
chúng ta nên làm đường phát bóng như thế này. Nhưng các phần mặt nghiêng thì tốt nhất chúng ta không nên làm, bởi vì chúng ta sẽ tốn rất nhiều bóng về những quả bóng. Và thứ hai, nó rất dễ bị rơi ra ngoài. Và đó là lý do mình lập hai cái phần hàng rào ở đây để bóng không cho bị ra ngoài một cách dễ dàng. Đây, mình sẽ làm cho các bạn xem. Ôi chết, chết tiền bắn mạnh quá. Làm lại. Đấy, đó là bóng phát ra một cách dễ dàng. Nhưng mà các bạn đừng quên vẽ cả bốn góc như thế này. Đẹp phần góc mà các cầu thủ hay đá mỗi khi phạt góc. Và các bạn cũng nên cắt như thế này, nhưng mà các bạn phải quận nó trước, xong rồi đánh dấu điểm nào phải cắt. Và các bạn cũng nên cắt như thế này. Đây chính là phần này. Đây là phần này của cầu thủ như này. Các bạn muốn vẽ một nào cũng được, nhưng dĩ nhiên cả biển quảng cáo, khung thành, đường truyền cộng với cái phần sân bóng này, dĩ nhiên các tông màu chủ yếu đều là xanh và trắng rồi. Nhưng xanh của nha, các bạn nhầm sang xanh là cây. Và thế là chúng ta đã có một sân bóng hoàn hảo như thế này. Bây giờ mình sẽ về đây. Và để check bộ này thì mình sẽ mô phỏng lại một trận đấu chung kết của giải U23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Nhưng đó là trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam và đội U23 Uzbekistan. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đội áo xanh là đội Uzbekistan. Và xin giới thiệu với tất cả mọi người, đội áo đỏ là đội U23 Việt Nam. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Quả bóng mà tôi đã làm rồi. Và đây là tấm thẻ đỏ và tấm thẻ vàng. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Nếu mà người chơi điều khiển cầu thủ của đội nào mà bị phạm lỗi thứ nhất và lỗi thứ hai, thì tất cả có quyền quăng thẻ đỏ ra. Giống như các bạn chơi bị mắc vào eo kỳ như này. Vào trận đấu, trước khi vào trận đấu thì mình xin phép giới hạn tỷ số, nhưng không giới hạn về mặt thời gian. Đội nào ghi 3 bàn thắng đầu tiên thì đội đấy sẽ là đội đánh. Bắt đầu.
với tỷ số là 1-0. Tỷ số bây giờ là 2-1. Chỉ còn với tỷ số là 3-1. Như vậy, trận đấu mà chúng ta đã một vòng này. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like, share, subscribe và ủng hộ cho các kênh fanpage khác của mình để tạo thêm động lực cho kênh YouTube của mình đạt được nhiều người đăng ký hơn. Chào và hẹn gặp lại.